Quý vị đang tìm nhà đường to, ngõ rộng, ngõ thông, ô tô vào nhà thoải mái thì trong video này Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một ngôi nhà chủ nhà chuyển đổi công tác có nhờ bên nhà tốt bán một căn nhà 5 tầng đường to, 2 xe ô tô tránh ngõ thông nằm trên trục chính và với cái căn nhà này thì chủ nhà mới về ở được một năm có lộc cho nên nhờ bên nhà tốt bán mọi người ạ, với hướng nhà là hướng tây nam, diện tích của ngôi nhà 30m, 30m nhưng ô tô vào được nhà Mặt tiền của ngôi nhà là 6m, mặt hậu 6m và chiều dài được 5m thưa quý vị Căn nhà này thì chủ nhà chuyển đổi có để lại nội thất cho quý vị Chỉ việc sách vali về và ở ngay sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà được luôn Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu Và vị trí của ngôi nhà này thì thuộc Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức giáp với lại địa phận khu đô thị Đô Nghĩa gần với Đại học Phenica. Nói chung, giao thông đi lại tiện ích xung quanh đầy đủ ngập tràn. Phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Lê Văn Lương kéo dài. Căn nhà vừa mới hoàn thiện, gần như là còn vẫn rất là mới. Hoàn thiện năm 2022 mọi người ạ. Cho nên chủ nhà mới ở được có một năm thôi. Và tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại gia chủ đang để một chiếc ô tô thực tế trong nhà cho quý vị, cửa chính thiết kế hai lớp cửa bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp quý vị nha. Đây là phần tầng 1 chỉ để xe, một phòng vệ sinh. Ngoài chiếc ô tô này thì ở đây chủ nhà vẫn để cho mình được bốn chiếc xe máy nha mọi người. Đây ạ. À, nói chung là nhà dân đã ở cho nên có sao thì bên nhà tốt, Ngọc Ánh quay review chuẩn chỉnh cho quý vị. Như vậy bán nhà theo hiện trạng, có sao thì em chia sẻ như thế tầng 1 ngoài cái phần để xe này thì ở trên đây là chủ nhà thiết kế phòng phòng uh, tầng 1 này này là trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, quạt trần. Thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Một ngôi nhà rất là ấn tượng, ô tô vào được luôn theo đúng như hiện trạng quý vị nha. Dòng xe này là dòng xe sedan, với cái ngôi nhà này ấy, thì uh, với cái vị trí để xe này, xe 7 chỗ cũng vào được, xe 4 chỗ cũng vào được và dòng xe này cũng vào được đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Một em Chevrolet màu trắng tinh đẹp, nuột là. Rồi dưới này là để tủ giày, để giày dép mọi người ạ. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo xem ngôi nhà này gia chủ thiết kế ra sao. <laughs> Với một ngôi nhà dành cho hai vợ chồng và một em bé nhỏ thì thiết kế như thế nào để phù hợp với công năng sử dụng thưa quý vị. Và với ngôi nhà này thì gia chủ còn rất là trẻ tuổi. Gia chủ sinh năm 1997 nha mọi người, rất là trẻ. Đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà. Đây. Với phần phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, thiết kế rất là ok, chỉnh chu cho quý vị ở phần phòng bếp rất là đẹp luôn. Trang trí rất tỉ mỉ, chu đáo. Đây là phần không gian phòng khách. Với phòng khách thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một bộ sofa rất là xinh này. Đó, ở kia là phần để tivi này, kệ rượu này, tủ lạnh. Đây là phần phòng bếp nữa mọi người nha với phần phòng bếp này thì chủ nhà có thiết kế thêm cho quý vị một bộ bán ăn rất là hợp lý ở đây ở một chiếc quầy ba nhỏ nhắn các nhà này thì gia chủ thực sự rất là tâm huyết và có lộc làm ăn cho nên là Chuyển đổi, kinh doanh và nhờ bên nhà tốt bán Với cái giá chưa đến 3 tỷ đồng Mà sở hữu cho mình một ngôi nhà 5 tầng Nội thất thiết kế đầy đủ, trọn vẹn Ô tô vào nhà, đường to, ngõ thông Xung quanh ngập tràn tiện ích Trời ơi, quá là ok luôn mọi người ạ à. Đi lại, giao thương, kinh tế rất là ok Đi lại, phù hợp Phân phòng khách còn có thiết kế thêm cho quý vị Nói chung là đầy đủ hết à, Ở đây là điều hòa này Rồi là cái khu vực này là để tủ lạnh này Kệ okay tủ rượu này, này rất là nhỏ xinh bởi vì thực ra ấy, ngọc ánh quay theo hiện trạng cho nên là nhà này có em bé nhỏ nên là cũng không quá gọn cả cho nên quý vị khách hàng thông cảm cho em nhà có sao em quay review như vậy đây là phần tầng 2 thiết kế phòng bếp phòng khách phòng ăn thì trên tầng 3 thiết kế ra sao mời quý vị theo chân ngọc ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của gia chủ nhá trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị như sau một phòng ngủ rộng một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong. Đây là toàn bộ không gian phòng ngủ của ngôi nhà. Với phần phòng ngủ thì chủ nhà có để lại cho quý vị giường, tủ. Đấy mọi người nhìn thực tế ở trên video này. Với ở đây thì có hai cửa sổ thông thoáng, điều hòa. Đây cả củi của em bé luôn mọi người ạ. À. Bởi vì chủ nhà này là chủ nhà trẻ, có cả em bé đang sinh sống và hiện tại thì chủ nhà vẫn đang ở đây nha mọi người. Cho nên quý vị đến xem nhà lúc nào cũng được, sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí là đêm. Vẫn có gia chủ ở nhà cho quý vị đến xem. Nếu như mà ban ngày quý vị đi làm quá bận. Phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ. Với phòng vệ sinh này rất là rộng, thoáng, à, chủ nhà lắp bình nóng lạnh này đầy đủ hết rồi Nói chung là cái căn nhà này quý vị chỉ việc sách vali về và ở thôi Có sao thì em review cho quý vị chỉn chu cẩn thận như vậy Nhà thì như hiện trạng ở trên video nhá Cửa thông phóng thiết kế là cửa gỗ Ở dưới phần phòng ngủ thì thiết kế sàn gỗ Căn nhà này nói chung là còn mới đến 90% mọi người ạ Bởi vì gia chủ ở rất là giữ gìn đây là phần tầng 3 rồi, mời quý vị theo em lên tầng tiếp theo, tầng 4 của ngôi nhà nha Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà trên phía tầng 4 của ngôi nhà hiện tại là phòng chỉ để đồ không thôi mọi người ạ. À. Còn chủ nhà thì chỉ có hai vợ chồng trẻ và một em bé cho nên là chỉ sử dụng ở phía tầng 2, tầng 3. Còn trên tầng 4 thì là để đồ đây. Tuy nhiên trên tầng 4 chủ nhà cũng vẫn đã lắp thêm cho mình một điều hòa này, rèm cửa hai bên đầy đủ. Trên tầng 4 thì không xả thiết kế sàn gỗ mà là ở đây là để thiết kế là gạch lát nền mọi người nha. Nói chung là thiết kế rất hợp lý thoáng trước, thoáng sau. Đây quý vị có thể nhìn đây. Cửa sổ cực kỳ là thoáng, mát. Các nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam, phía mặt sau là hướng Đông Bắc. Cho nên là khi mở cửa sổ trước và sau thì cực kỳ là hút gió, phòng không. Đây là phần phòng vệ sinh, sử dụng cho phần tầng 4 đây ạ. À. Đây là phần phòng vệ sinh. Đầy đủ cho quý vị về hệ thống sen cây tắm này, rồi là phòng này cũng có máy bình nóng lạnh này cửa thông thoáng ở phía phòng vệ sinh mọi người nha đây lavabo thiết kế rất sạch sẽ cũng như là chủ nhà ở rất là ok và mời quý vị theo em lên phía tầng cuối cùng tầng 5 của ngôi nhà dạ vâng ngọc người đang bước chân lên tầng cuối cùng tầng 5 của ngôi nhà với một ngôi nhà chủ nhà trẻ tuổi thiết kế chỉnh chu thì như thế nào đây là phần không gian phần phòng phơi phóng mọi người ạ đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà Nằm ở trong khu dân cư đông đúc Hàng xóm thân tiện Dân trí rất là ok Tiếp theo danh cho quý vị nào yêu cây Thì đây Mọi người có thể chiêm ngưỡng Hẳn là chủ nhà yêu cây cối vô cùng luôn Đây mọi người ạ à. Cái phần này thì rất là chiêu chiêu nha mọi người Quý vị có thể ở đây thì Chủ nhà đang đặt là cho mình là cây cảnh này Rồi xung quanh chiêm ngưỡng Phần còn lại phòng thờ đây quý vị có thể nhìn thực tế phòng thờ của gia chủ Rất là đẹp, rất là chỉnh chu, cẩn thận Đây mọi người có thể nhìn qua nhé Để mọi người cảm nhận rằng là gia chủ ở đây thiết kế cái ngôi nhà này cũng như là hai hoa công năng hợp lý hai vợ chồng ở và có lộc thì chuyển đổi công tác nhờ bên nhà tốt bán có sao thì em review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy một căn nhà 5 tầng đường to ngõ rộng ô tô qua ô tô vào nhà thiết kế hợp lý thì quý vị liên hệ ngay với lại nhà tốt để chốt ngay căn nhà này sớm nhất nhé xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo